Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết tổng số tiền sai phạm tại các dự án mắc sai phạm cần thu hồi xử lý là khoảng 1.044 tỷ đồng nhưng mới thu được trên 66,6 tỷ đồng. Cụ thể, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 12 quyết định thu hồi việc miễn giảm tiền sử dụng đất không đúng tại 11 dự án với số tiền trên 201 tỷ đồng, nhưng chỉ có 9 chủ đầu tư nộp lại hơn 60,2 tỷ đồng. 5 trên 9 chủ đầu tư nộp 5,3 tỷ đồng là tiền chậm nộp, về xử lý chênh lệch tăng thêm khi bán chỉ định tài sản trên đất chuyển nhượng vốn nhà nước không đúng quy định ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa yêu cầu bổ sung phần chênh lệch theo kết luận thanh tra là 20,6 tỷ đồng nhưng mới chỉ một doanh nghiệp nộp lại 48 triệu đồng một số doanh nghiệp đang khiếu nại đặc biệt đối với xử lý chênh lệch giá đất tiền thuê đất ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đã ban hành thông báo cho các doanh nghiệp nộp bổ sung tiền 823,25 tỷ đồng song các doanh nghiệp chưa hợp tác trong văn bản ký gửi thanh tra chính phủ, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nêu rõ việc Ủy ban nhân dân tỉnh đang gặp khó khăn, vướng mắc trong xử lý thu hồi tài sản tiền thất thoát chẳng hạn về số tiền trên lệch tăng thêm khi bán chỉ định tài sản trên đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án khi đề nghị nộp bổ sung thì doanh nghiệp không thực hiện vì cho rằng không đủ cơ sở pháp lý về thu hồi trên lệch giá đất tiền thuê đất khoảng 821 tỷ đồng như nói trên đang mất nhiều thời gian vì một số dự án phải thuê đơn vị thẩm định giá, đơn vị thẩm định không muốn tham gia vì sợ trách nhiệm.